Ok, chào mừng các bạn đến channel của Mega TNT. Thì như các bạn cũng đã thấy á, là đã chỉ còn vài ngày nữa thôi là chính thức khép lại năm 2020. Mặc dù á là hồi đầu năm ngoái á, nhằm hồi đầu năm nay á, thì mình tưởng là mọi chuyện khá là suôn sẻ, cho đến khi mình nhận được cái tin là Covid-19 đã bắt đầu hoàn hành ở trên khắp thế giới đó, thì mình mới biết á, là thật sự á, là từ cái đầu năm mà bắt đầu Covid-19 cho đến bây giờ thì chắc chắn các bạn không bao giờ quên được những gì đã xảy ra ở Việt Nam mình cũng như là toàn thế giới. Và hiện nay là số ca nhiễm tử vong theo mình nhớ là chắc chắn là đã đạt gần ngưỡng lên tới 50 triệu người rồi, và cái số người tử vong chắc cũng đang tăng lên. Nhưng mà mặc cho là cái số lượng người bình phục lại thì vẫn nhiều, nhưng mà cái con số ca nhiễm Covid-19 nó lấn át hơn so với ca nhiễm bình phục đó. Và cho đến từ cái đầu năm đến bây giờ là Việt Nam mình cũng như toàn thế giới đã chứng kiến những cái mất mát quá là lớn, từ nhỏ cho đến lớn, và cũng lan rộng ra khắp thế giới luôn rồi đó. Thì đó cũng là chủ đề chính mà hôm nay mình sẽ làm, đó là tóm tắt lại những cái mất mát lớn cũng như những cái sự kiện liên quan đến những cái việc mà đau thương rồi mất mát gì. Nói chung là mình sẽ kể ra và mình chỉ kể những cái gì ở bên Việt Nam mình và cũng là cái chính thôi nha, và mình sẽ đề cập những thông tin trong những tháng gần đây đó. Thì mình có ba cái chuyên mục để mình kể cho các bạn nghe về những cái gọi là mất mát rồi đau thương đồ. Và như thường ngày, trước khi bắt đầu mình làm video thì các bạn hãy để lại cho mình một like video, share, subscribe kênh và đồng thời ấn nút chuông để tiếp thêm động lực cho mình nha. Và tin vui á là cái kênh của mình á, là đặc biệt cái video mà tìm hiểu và cách về cái app mà giải bài tập Wanda là đã gần đạt đến con số 1.000 người đăng, anh nhầm, 1.000 người xem. Thì đây là cái video đầu tiên mà sắp đạt được 1.000 người. Mình không tin được là tại sao cái video này nó lại nhiều xem, trong khi những video kia là cũng chỉ tầm là 50 hay 60 thôi. Thậm chí là có cái video mà khoảng 470 mấy, nhưng mà nó lại không bằng so với cái video giới thiệu về cái app đó. Mình vẫn không hiểu mà tại sao cái video đó lại có nhiều người xem như vậy. Mà thôi, cái đó là mình sẽ để trong video sau. Còn bây giờ mình sẽ kể cho các bạn những cái mất mát trong những sự kiện lớn của Việt Nam nha. Thì cái sự kiện đầu tiên thì cũng như là gần đây nhất, chính là những cái giới nghệ sĩ cũng như là diễn viên trong giới showbiz Việt. Thì đó thực sự một cái mất mát khá là lớn, cũng rất là lớn, đặc biệt là những bạn nào mà đã có từng tuổi thơ với nhiều nhân vật đời 8X 9X á, ví dụ như là Mai Phương, Tú Phương, Lý Huỳnh, chị gì Ánh Hoa, và gần đây nhất là Chí Tài, hoặc là những nhân vật tuổi thơ mà đã gắn bó với các bạn suốt bao nhiêu năm, từ khi các bạn sinh ra cho đến bây giờ, và đã chứng kiến họ ra đi vĩnh viễn. Thì thật sự đặc biệt là cái vụ Chí Tài đã qua đời vào ngày 9 tháng 12, thì thật sự là mình nghe đọc xong á thì cũng khá là buồn. À, hầu như là những đồng nghiệp đối với Chí Tài, đặc biệt là Hoài Lên, một người bạn, mình nghĩ là một người bạn tri kỷ luôn, là hầu như là xuất hiện trong những chương trình sân khấu hài nổi tiếng cũng như là có cái tầm ảnh hưởng Việt Nam mình luôn đó. Thì thật sự sau khi Chí Tài mất á, thì hầu là những cái đồng nghiệp của ông Chí Tài này á, thì đã tham dự cái dự tang lễ, đặc biệt là không thể kể đến cái cảm xúc của họ. Thật sự là sau khi mình đọc xong á thì mình cũng rất buồn luôn kìa đó. Thậm chí là những cái đồng nghiệp đó của Chí Tài cũng thế, đặc biệt là Hoài Linh là cũng thế, một người bạn, một người đồng nghiệp đã gắn bó mình suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ đã qua đời, chắc chắn là thì Hoài Linh rất là đau buồn rồi, thậm chí nó khóc. Và kế bên hình như là còn nghệ sĩ nào đó là khóc trên đôi vai của ông Hoài Linh này. Và họ hình như là hôm qua, tức là thứ bảy ngày 12 tháng 12 á, là lên được tới, họ lên được chở tới đến sân bay Tân Sơn Nhất ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vậy, để
chắc là chuyển qua bên thăm viếng về Mỹ đó. Đó thì thật sự là ông Hoài Linh á là ở trên fanpage hay là ở trên YouTube á thì ông cũng có chia sẻ là thật sự là rất buồn, thậm chí là khóc, thật sự khóc nhiều luôn các bạn à. Là một các bạn có cảm giác mà một người bạn thân thiết của mình á thì đột nhiên cái này nó qua đời đó, mà mình vẫn mà các bạn không biết gì hết á thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào đó, thì đối với mình thì cũng rất là buồn luôn. Đó, nhưng cái vấn đề á, những cái vấn đề liên quan đến cái vụ mà mất mát này á là một phần là khoảng là 70-80% gì 20-30% là cái thành phần gì mà mình không hiểu nổi, mà tại sao nó lại đem cái hình tượng những cái nhân vật tuổi thơ ra làm trò đùa. Ví dụ như một cái thằng ở trên Facebook đã nói là cái gì mà chết cái Mimi mà thằng chết rồi với lại chí ta ấy, thì thực sự mình xem cái đó mình rất kỳ cứu luôn đó. Thậm chí nó có đứa chữ là ngu chết đó, thì thực sự đặc biệt á là những cái thành phần ở trong game Free Fire hay là Điên Vương đồ, thực sự á mấy chúng nó chỉ biết game thôi các bạn à, mình nói thật lòng luôn, mấy chúng nó chỉ biết game thôi chứ không biết được cái vụ gì liên quan đến như là nghệ sĩ rồi những cái nhân vật mà danh hài nhạc sĩ nó qua đời á, thì chúng nó cũng méo theo quan tâm mà chỉ biết cái game với game thôi, thậm chí còn chửi là ngu chết thôi, như là cái vụ hồi nãy mà mình vừa kể trên Facebook của mình đó. Đó thì mình mong là các bạn hãy tỏ một lòng thương tiếc thôi, nhưng một xíu thôi, thì các bạn cũng chia sẻ và đồng cảm và thương tiếc cho những cái nhân vật mà có tuổi thơ với chúng ta mà bây giờ họ lại phải ra đi một cách vĩnh viễn đó. Kế tiếp là vấn đề thứ hai này thì cũng khá là lâu rồi, đó là những cái thiên tai hay là những cơn bão lũ lụt đó. Đây là cái vấn đề mà mặc cho sau khi những cái thiên tai này hầu như đã không còn nữa, nhưng mà những cái thiệt hại nên nó vẫn còn tồn động lại đập, nhưng mà cái tồn động vẫn không bao giờ phai mờ được, đó là những cái mất mát, những cái sinh mạng bị bỏ lại ở trên vùng miền Trung đó. Thì như các bạn cũng đã đọc được khoảng là 1-2 tháng trước á là con cơn bão số 9 10 và 11 ở miền Trung á đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng của toàn bộ người dân ở đó, và cũng như thiệt hại về tài sản lên hàng ngàn tỷ đồng đó. Cho đến khi là mặc dù là đã không còn thiên tai lũ lụt nào nữa, nhưng mà những cái thiệt hại đó vẫn còn giữ lại và cả những cái sinh mạng bị bỏ lại á thì vẫn không thể nào mà bù đắp lại được đó. Thì cho dù á thì mặc dù á thì mình sau khi những bão này á hay là những thiên tai này dù là kết thúc, nhưng mà mình nghĩ là cho dù cuối năm thôi á thì 2020 vẫn không tha, thậm chí là mình nghĩ có thể sẽ có những cái thiên tai khác. Thì mình mong là nếu mà có thiên tai thì cái thiệt hại nó sẽ giảm đi đó. Còn cái vấn đề đầu tiên và cũng như là vấn đề của cả toàn thế giới như các bạn biết cũng đó chính là đại dịch Covid-19. Như hồi nãy mình nói á là đại dịch này á, những con số ca nhiễm, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã đạt gần tới 50 triệu người rồi, và cả con số tử vong thì cũng đang tăng lên dần đó. Thì do một phần á là do chủ quan, thì như các bạn thì cũng đã đọc được trên báo là bên Mỹ và cũng như là một số nước á đã chế tạo ra vaccine phòng ngừa Covid-19, mà cũng chính vì vậy mà những người dân ở đó thì rất là chủ quan, họ không có để ý gì đến những cái chuyện gì sẽ xảy ra trong đại dịch đó, cũng như là họ nó cực kỳ khinh, cũng như xem thường, cũng như là bỏ luôn những cái lời cảnh cáo của địa phương và tự do đi lang thang, trong khi đó đại dịch đang diễn biến phức tạp, và từ đó là con số người tử vong đang tăng lên, thậm chí là có thể nó sẽ đạt đến 100 triệu mình nghĩ trong tương lai, nhưng mà nó chỉ 50% thôi, bởi vì mình mong là sau năm sau là mình mong là cái đại dịch này có thể chấm dứt hoàn toàn đó. đó là cái lý do ấy. Thì tại sao mà lại ngồi đây mình kể cho các bạn những cái mất mát cũng như những sự kiện lớn ở Việt Nam, cũng như một phần là đi về tới thế giới đó. Thì mình mong là sang năm sau, năm 2024 á, là mình nghĩ là sẽ không còn những mất mát nào nữa, mình nói thiệt luôn là mình sẽ không
không bao giờ, sang năm sau không bao giờ có một cái mất mát nào lớn như vậy. Cái năm này á là cái năm mà bắt đầu cho một thập niên mới, nhưng mà không ngờ cái thập niên đầu mà nó lại để lại rất nhiều đau thương luôn, từ những cái giới là nghệ sĩ showbiz, rồi những cái cơn lũ lụt thiên tai, rồi cuối cùng là cả một cái đại dịch đang hoàn thành bây giờ đó. Thì thật sự mình không hiểu là cái năm nay, thậm chí là bên giới bóng đá là cũng rất nhiều người đã qua đời, ví dụ như là ông Diego, là cầu thủ Diego Maradona đó. Thì mặc dù mình cũng không có tìm hiểu gì về bóng đá lắm, nhưng mà ngay cả bên giới bóng đá cũng như giới thể thao thì cũng đã làm, cũng như là bên đó là cũng có khá nhiều cầu thủ đã qua đời đó. Mình cũng mong là sẽ năm sau là sẽ không còn mất mát nào nữa, mình nói thiệt luôn. Thì cái năm nay á, mình cứ tưởng là cái đầu năm mình đã làm những cái video mình chúc mừng năm mới rồi đồ các kiểu đó, mình chỉ mà mình cứ tưởng á là được năm là một cái năm mới an lành, hạnh phúc và phát triển, nhưng không ngờ nó lại như thế này đó. Mình mong mình xem năm sau cái đại dịch nó là nó sẽ không còn nữa, mà nó chấm dứt hoàn toàn luôn, với lại là cả những cái mất mát chi nữa, mình mong là nó sẽ không bao giờ tái hiện một lần nữa đó. Đó thì đó là những gì mình nói cho các bạn trong video hôm nay đó. Thì cũng đã đến lúc mình phải tạm biệt các bạn rồi, và như thường ngày thôi á, thì nếu bạn nào thấy video này hay, hãy để lại comment, like, share, subscribe kênh và ấn chuông để nhận được thông tin và thông báo mới từ kênh của mình nha. Đồng thời là cho cả hai kênh kia của mình và cả và đặc biệt đó là kênh KM Thời Lịch Sử của mình á, mình nghĩ là trong tương lai hoặc là một tương lai, mình nghĩ là trong tháng 3 là mình sẽ có thể mình sẽ bỏ cái việc mà quay video liên quan đến Jurassic World The Game, và mình sẽ quay trở lại với một số cái chủ đề mình còn chưa thêm vô trên kênh chính của mình đó, và cả kênh Mega Tail Nightmare của mình á. Mình cũng nghĩ là mình sau khi kênh của mình á là đã tới 250 người đăng ký, là mình sẽ chính thức thành lập và đăng video đầu tiên trên kênh đó. Mình mong các bạn hãy ủng hộ, và cả những cái series mà đang dang dở như series Thế Giới Công Nghệ của mình á, để bạn cũng đón thì cũng mình cũng muốn là dành các bạn là để tiếp nhận cái series này một cách nồng nhiệt nhất nha. Và hiện tại là cái tập 2 của Thế Giới Công Nghệ đang trong quá trình làm đó, mình mong các bạn để chờ. Và cả một cái thông báo cuối cùng nữa là sau cái video này thì mình sẽ nghỉ làm YouTube khoảng là 3 tuần để chu toàn cho việc thi học kỳ 1. Mình cũng không biết, nhưng mà mình nghĩ là cái kỳ thi này có lẽ là nhanh hơn so với những năm trước mà mình đã từng học đó. Mình mong là các bạn sẽ thi đạt được cái kết quả cao trong học tập, cũng như một cái sự một cái những thứ mà nó nói chung là các bạn nên cố gắng học hành đó, và cố gắng học hành để cho ba mẹ các bạn vui đó. Đó thì mình không nói nhiều nữa, giờ mình sẽ tạm biệt các bạn nha. Và mình nghĩ là sau khi thi học kỳ 1 xong á thì mình sẽ quay trở lại ngay sau đó luôn, mình sẽ quay trở lại sau khi thi xong hoàn toàn đó. Tức là cái môn thi cuối cùng khi mà mình thi xong á, là sang ngày hôm đó mình sẽ bắt đầu làm video luôn. Và mình nghĩ là mình thề với các bạn luôn là sau hai video mà mình đăng sau khi thi học kỳ 1 xong là sẽ tới cái tập 2 của Thế Giới Công Nghệ, mình hứa luôn, mình hứa với các bạn luôn. Rồi ok, tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn ngon.